Rồi hôm nay là ngày 8 tháng 6 2024. Ngày quá sinh nhật của Lý Ý mà hôm nay mình đi ăn mừng. Mới đi ăn tiệm ăn Nhật với mẹ. Sau khi mà đi qua cái cầu này là mình muốn đi nhanh bao nhiêu cũng đi, gọi là muốn đi nhanh chứ lại như là không được đi nhanh quá, hình như là 50 dặm một giờ là mất. Còn cái thuyền này của mình đi được tới hình như là 45 dặm một giờ, 45 47 gì quên rồi. Đi qua cái cầu này là muốn đi nhanh bao nhiêu cũng được. Quẹ đi. Được rồi. Đi. Đừng. Cái nào đi tới. Cái này là lùi này, cái này là lùi, con này tới đi. Đi mau lên. Đừng có đi nhanh quá nha, em mới tập. Sang bên trái tí đi. Trái đi em.
tuyệt vời, cảm ơn trời. Tuyệt vời, cảm ơn trời. Rồi khúc này là gặp trời lặng đèn rồi phải không anh? Ờ đó. Hay là mình đường chỗ này thôi hả? Không, còn đi nữa, đi nữa. Lần anh là đi tới 36 cộng giờ là đi nhanh lắm. Ồ, em cố đừng đụng vào cái này. Cái này nó bị trắng đây đi. Trắng sang bên phải nè. Đây đây đây. Em chả biết là em tránh chỗ nào nữa. Thôi được rồi, anh lại. Đây. Đắt cái phone của anh đi, em chả biết là khúc nào đắt tủ đắt cạn hả? Không vậy. Rau biển. Đẹp quá. Trời ơi.